Tài khoản mình sẽ vào member ringgit nhá. Trong member ringgit này nó sẽ có mã MI này. MI này thì mình sẽ chọn này. Mà mình sẽ chọn ở đây mình sẽ có chọn được là mình sẽ chọn mặc định là MI nhé cả nhà nhé. Sau đó là mình sẽ lựa chọn tiếp theo là mình sẽ lựa chọn cái P3, P4 hay P5 thì ở đây mình chọn P3 đúng không? Mình sẽ đặt là Quảng Ngãi 1 chẳng hạn. Thôi tất nhiên là mình không ghi tiếng có dấu mà mình chỉ ghi lại thôi, Quảng Ngãi 1 này. Ok, này nó bị làm sao vậy ta? Sau đi cả nhà nó đang bị đấy, nó bị loạn một tí. Quảng Ngãi. Telex nó đang bị vấn đề nên tí. Ok. Đó. Nickname là Quảng Ngãi 1 luôn. Mình chỉ đặt là cái nickname thôi, mình không cần phải đặt tên đâu. Name card này thì ví dụ như là cái căn cước công dân của cái người đó thì mọi người có thể update lên. Đây là update là căn cước công dân của một bạn ở ấy đúng không ạ? Rồi, ok. Nếu như mọi người không có thì mọi người tự cập nhật sau nhé mọi người nhé. Còn những cái đỏ đỏ này thì mọi người sẽ phải ghi vào này. Đó, những cái này. Ok, cái Gmail là rất quan trọng với mọi người nhé. Nếu mà mọi người lập nhiều tài khoản, mọi người để chung nhé. Sau đó chúng ta ghi số điện thoại này. Đúng chưa? Rồi, cái chỗ nào mà đằng sau nó có chấm đỏ đỏ này này thì mọi người điền vào đấy. Sponsor thì chúng ta sẽ thay sponsor vào đây. Được chưa? Thay sponsor vào đây. Mấy bao nhiêu đó, đúng không ạ? Ok. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Vị trí, ok. Quốc gia chúng ta sẽ chọn Malaysia nhé. Địa chỉ address, ví dụ như là mọi người sẽ ghi cái địa chỉ của cái khách hàng này vào. Đúng không ạ? Và đấy, ghi như thế. Ok. Postcode cả nhà để là 100k nhá. Ok. Repeat này là số điện thoại thì mọi người sẽ ghi số điện thoại của người đó vào. Ok. Đây thì mình là ghi tên ví dụ là đó, ok, mật khẩu thì chúng ta để mặc định nhá. Tùy mọi người để thế nào cũng được. Sau đó mọi người chuyển giao lại cho khách hàng. Ok. Mình chỉ ta chọn delivery này xong rồi chúng ta. À, vì thế đúng không? Sau chúng ta chọn cái máy này. Ok. Ta chỉ bấm confirm. Chúng ta lựa chọn xong. Khi xong rồi đây là cái MI thì chúng ta sẽ lấy cú pháp như sau, chúng ta copy MI này. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ vào cái Excel đi. Mình ví dụ vào Excel này. Mọi người ghi đâu nhưng mà mình sẽ vào ghi Excel để mình ghi chú cho các bạn hiểu thôi. Được chưa? Rồi, mình sẽ ghi là tôi vừa đăng ký xong mã ID đấy. Mình sẽ copy ID vào đây. Ok. Copy. Không dám được đúng không? Mình sẽ ghi này.
MI 433522 433522. Mã P3 đúng không? Gửi địa chỉ, gửi máy về này. Đấy. Sau đó ghi cho cái địa chỉ này và số điện thoại, tên. Đó, sau đó là gửi cho người chuyển máy đầu line nhé. Như là Thắng chẳng hạn, đúng không? Thì mọi người sẽ gửi cho Thắng, thì Thắng sẽ check cái MI này và gửi cái máy này cho các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn sẽ vào đây. Phần Data Manager này thì mọi người sẽ có phần Change Password này. Mọi người sẽ đổi đây mật khẩu, đây là mật khẩu lớp đầu tiên này. Xác nhận lại mật khẩu lớp đầu tiên này, ví dụ như chúng ta. Ví dụ như thế đi. Mật khẩu lớp đầu tiên này. Đó, đây là mật khẩu thứ hai, mật khẩu để chuyển tiền thì mình sẽ đặt khác đi nhé. Đó, mình đánh vị như thế, được chưa? Sau đó là mọi người sẽ verify email là click này. Khi mọi người click vào đây á, thì nó sẽ gửi một cái thông tin về email của mình. Thì mình xác nhận cái mã 6 số ở đây vị như này. Đúng không ạ? Thì là sau đó mình bấm confirm là mình đổi được mật khẩu hết cả nhà nhé. Ok, nếu như ai cũng không có, ai muốn hỏi gì thì mọi người sẽ để lại comment hoặc là mọi người liên hệ với Thắng. Thắng sẽ giải thích cho các bạn nhé.